Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series hướng dẫn game Civilization 6. Lại là mình Dép Đào đây. Thì ở phần 1 mình có nói đến hai tài nguyên cơ bản của game, đó là thực phẩm và sản phẩm. Sau đó thì mình đã quên hướng dẫn cho anh em biết là hai cái tài nguyên này nó có tác dụng gì. Thì khởi đầu cái phần video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn. Thì hai tài nguyên cơ bản là thực phẩm. Thực phẩm nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng tăng trưởng dân số của một thành phố. Ở đây ví dụ như là mình đang có thành phố Puteoli. Thì ở thành phố này, mình nhấp vào đây, hiện tại mình đang có 7 sản phẩm. Và mình đang có số lượng dân là 3 dân. Mình xem ở bảng ở bên trái này, mình có 3 dân thì mỗi dân sẽ ăn 2 sản phẩm. Thì 3 dân nhân 2 lên là 6 dân. Mình mất 6 sản phẩm. Hiện tại thì thực phẩm trên lượt là 7 trừ đi 6 thì mình còn dương 1. Sau khi trừ các hệ số khác thì mình đang có dư 1.3 thực phẩm. Thì khi mà thực phẩm ở thành phố mình mà dư thì nó sẽ được tăng trưởng dân số bình thường. Còn nếu như mà cái số lượng thực phẩm này, dân số nó đạt đến một cái ngưỡng nào đó mà thực phẩm không đủ để cung cấp cho dân số, hoặc là không có được dư, thì thành phố sẽ tăng trưởng rất là chậm. Đấy, đấy là cái ảnh hưởng của thực phẩm. Còn cái tài nguyên thứ hai là sản phẩm. Thì sản phẩm ảnh hưởng tới tốc độ tạo ra một cái sản phẩm khi cái thành phố đấy xây dựng, hoặc là tạo quân đội cũng như là con phu dân các thứ, thì tất cả đều phải cần tới sản phẩm hết. Nếu mà số lượng sản phẩm mà cao thì mình xây dựng các công trình cũng nhanh, và mình tạo quân đội các thứ cũng rất là nhanh. Thì đây, số lượng sản phẩm của thành phố Puteoli của mình có thể nhìn ở đây. Ở đây có ghi là cộng 9 từ các ô đất làm việc. Ở đây mình có 3 dân, mình đã làm 3 dân thì làm trong 1, 2, 3, 3 ô với lại trong thành phố nữa là 4. Tất cả cộng lại là 9. 9 sản phẩm. Cộng 1 sản phẩm từ chính sách. Chính sách của mình ở đây. Chính sách của chính phủ mình là cộng 1 sản phẩm trong tất cả các thành phố. Đấy, là 1 sản phẩm nữa. Với lại cộng 10% từ tiện nghi thì tất cả mình có 11 sản phẩm. Thì ví dụ như là ở thành phố Puteoli, khi mình nhấp vào chỗ cái hình răng cưa này, hiện tại mình có 11 sản phẩm mỗi lượt. Ví dụ như nếu mà mình xây cái công trình tường xa xưa, tường xa xưa để xây dựng cần tốn 80 sản phẩm mà mình có 11 sản phẩm mỗi lượt, thì suy ra là mình phải mất 8 lượt để xây dựng cái công trình tường xa xưa này. Đấy, thì cái công dụng của sản phẩm là nó như vậy. Thì cái sản phẩm này đối với mình thì nó cực kỳ quan trọng. Còn dân cư thì cũng rất là quan trọng, nhưng mà nó quan trọng ở thời điểm khởi đầu của thành phố nhiều hơn. Còn về sau, lúc mà đến một ngưỡng nào đó thì cái sản phẩm nó quan trọng hơn. Lúc đấy mình cần xây dựng các thứ nhiều hơn. Để mà mình giành chiến thắng thì mình phải xây nhanh các công trình cũng như là các đơn vị quân đội, quân sự. Rồi ok, mình trở lại tiếp tục game. Thì ở phần trước thì mình đã tiêu diệt xong cái bọn Banji dưới này rồi.
Giờ ok, bây giờ mình qua lượt. Nga muốn mua cái sự tự do đi lại trong thành phố của mình, đổi lại là mình được 8 đồng. 8 đồng quá ít. Ít nhất phải 10 đồng chứ. Rồi ok, 10 đồng đi. Có 8 đồng mà đòi mua. Rồi, chết tụi Mandy ở dưới kia hết rồi. Rồi tiếp trinh sát đi qua đây. Ở đây có một con trinh sát của tụi Mandy nằm chỗ đây. Đây mình sẽ xây một cái công trình. À, mình xây cái mỏ ở đây trước rồi. Mỏ ở đây trước. Lấy một sản phẩm nữa. Gửi phái đoàn. À, thành phố Geneva này. Hiện tại thì thành phố này mình đang có hai phái đoàn ở đây, và thành phố này đã có chủ là Robert. Robert là của Nga đấy. Hiện tại để xem. Hiện tại thì cái thành phố Geneva này, Robert nó đã cử tới 5 phái đoàn rồi. Bây giờ mình mà muốn chịu muốn làm chủ được cái thành phố Geneva này, mình sẽ phải cạnh tranh cái số lượng phái đoàn này rất là căng thẳng đây. Nó có 5 phái đoàn rồi, mình muốn được làm chủ thì mình phải hơn nó, ít nhất phải có 6 phái đoàn. Chắc chắn là mình sẽ không cạnh tranh với nó làm gì hết cho nó mệt. Bây giờ mình đang có dư một phái đoàn. Ok. Hiện tại thì cho lên đây thì cũng không làm chủ được. Rồi cứ để vậy đi. Cứ để dành cái phái đoàn nó đi, mình sẽ sử dụng sau. Rome hiện tại là dư 3.8 thực. Dư 3.8 thực cho nên mình xây ở Rome thì mình sẽ ưu tiên cái công trình cộng sản phẩm. Con phu này mình chắc mình xây cái mỏ ở đây đi. Ở đây được thêm một sản phẩm nữa. Rồi tiêu diệt được cái tụi man di thế này rồi. Cũng này hồi máu. Thành phố này mà tìm được cái thành phố Hattusa, và nó đã giao cho mình một cái nhiệm vụ thúc đẩy công nghệ xây dựng. Làm xong cái nhiệm vụ này thì được một phái đoàn.
thúc đẩy công nghệ xây dựng. Công nghệ xây dựng đâu nhỉ? À đây, công nghệ xây dựng đây. À, để thúc đẩy công nghệ xây dựng thì xây cối xây nước. Xây cối xây nước. Cối xây nước mình nghiên cứu rồi nhưng mình chưa xây. Rồi ok. Qua lượt. Bên này còn 3 lượt nữa để xong con phu này. Nói chung là ở giai đoạn giữa game thì con phu khá quan trọng để mà mình xây dựng các công trình mỏ các thứ để làm kinh tế nhanh hơn. Cho nó chạy xuống dưới này đi. Để xem Rome dân của Rome làm cũng nhiều ô bị ấy quá. Bị không hiệu quả. Ví dụ như là mình có một con dân nó làm ở chỗ ô này, mà ô này được có một thực phẩm với lại một sản phẩm thôi, thì là tính ra là con dân này làm việc không hiệu quả. Mình phải xây thêm công trình. Cũng như phải mở rộng cái ô nào để cho nó làm việc hiệu quả mới được. Xem. Chỗ này mình không mua được cái ô này. Để mình xem cái thành phố này mua được không. À, thành phố này mình có thể mua được cái ô... tài nguyên sắt đây, mua luôn. Rồi thì ở cái thành phố này không hoán đổi được ở đây à, cái cây chứ nhỉ. Không hoán đổi được cái ô với lại thành phố ở dưới này. Và cho công dân này xuống đây, xuống đây xây cái mỏ sắt. À, con Tây Dương La Mã của mình đây, đây, đây. Nè, 백성은 창조의 신비를 통달한 당신을 매우 부러워합니다. Tiếp tục đi lên dọc đường. Con ở đây. Đây cái bộ sắt ra. Mộ nhà tiên tri vĩ đại. Bây giờ mấy cái nhiệm vụ sau này toàn mấy cái nhiệm vụ tương đối khó không. Chưa mộ nhà tiên tri vĩ đại. Tiếp tục qua lượt thôi. Để mà giành chiến thắng của cái chiến dịch trong cái game Civilization này thì phải nói là cực kỳ lâu.
Đây mình xong con dân rồi này. Dân này thì cho lên đây, đây cho bỏ đi. Chọn thành phẩm. Để xem mình sẽ xây cái gì đây. Cái nền văn minh La Mã này thì rất là mạnh về về cái culture văn minh này. Văn minh của mình thường thường thì sẽ để các bạn xem bảng xếp hạng. Mình đã đứng thứ 6 à, còn khoa học thì mình dẫn đầu à. Cái văn minh này thì cái công những cái thành phố của La Mã đều được một đài tưởng niệm, cho nên là cái văn minh của mình khá là cao. Thì mình đang đứng đầu về khoa học. Có thể mình sẽ để mình xem độ thời đại này. Bây giờ mình xem là để giành chiến thắng bằng khoa học đi. Hiện tại khoa học mình đang dẫn đầu này. Để giành chiến thắng về khoa học thì thứ nhất là phải xây được cái này, xây trạm không gian, nghiên cứu phản lực học, phòng vệ tinh trái đất, nghiên cứu vệ tinh đáp xuống mặt trăng, và nghiên cứu hạt nhân và phản ứng trên sao hỏa, nghiên cứu robot sống trên sao hỏa, nghiên cứu công nghệ nano và thủy canh trên sao hỏa. Đó, để mình nói chung là toàn là những cái nghiên cứu gọi là cuối cùng của khoa học cây công nghệ luôn đấy. Thì sau khi mình đạt được những cái đấy thì mình mới giành chiến thắng về khoa học được. Còn riêng giành chiến thắng về văn minh thì cái nền văn minh của mình phải nói chung là phải cao lên, xong rồi mình bắt đầu mới xây về du lịch, sau là để làm sao mà cho du khách đến là được 9 du khách này. Để chiến thắng văn minh, bạn phải thu hút khách du khách nước ngoài bằng cách tạo ra lượng lớn văn minh và du lịch. Chiến thắng có được khi du khách nước ngoài tới nền văn minh của bạn nhiều hơn du khách trong nước. Nhiều hơn du khách trong nước ở nhà của các nền văn minh khác. Du khách trong nước là du khách du lịch từ nền văn minh của bạn đang rất vui vẻ hưởng thụ trong biên giới. Du khách nước ngoài là những người bạn đã thu hút được từ du khách trong nước của các nền văn minh khác. Đó có nghĩa là mình phải xây dựng làm sao mà để nền văn minh của mình hấp dẫn hơn tất cả các nền văn minh khác thì mới thu hút được khách du lịch nước ngoài. Nói chung là cái này cũng rất là khó. Mà để mà thu hút được thì mình phải có rất là nhiều cái kiểu giống như là công trình nhà hát, có những cái danh nhân vĩ nhân về âm nhạc này, rồi về về âm nhạc, về nghệ thuật vẽ các thứ, để mà
có những cái danh nhân đấy thì mới với lại có những cái tác phẩm về văn hóa kinh điển như là các bức tranh rồi các tác phẩm bài hát hay thì mới thu hút được. Nói chung là cũng rất là khó đấy. Còn về chiến tranh về thống trị thì cứ chinh phục thủ đô của các nền văn minh khác thôi. Thường thì tôi hay sử dụng chiến thắng về thống trị, chiến thắng bằng con đường chiến tranh. Rồi bây giờ để mình xây dựng cái sản phẩm của thành phố này đã. Mình sẽ xây khu tri thức đi ha. À không, mình sẽ xây thương gia đi. Thương gia để đi đi chơi đi. Thì nói chung là để giành chiến thắng bằng cách nào thì các bạn cũng có thể sử dụng. Ví dụ như các bạn muốn mục tiêu của các bạn là chiến thắng về văn hóa thì không có nghĩa là các bạn phải phải nhào đầu vào để xây dựng văn hóa không. Các bạn có thể kết hợp vừa văn hóa vừa chiến tranh. Tức là sao? Tức là để các bạn có nhiều văn hóa thì các bạn phải có nhiều thành phố, có nhiều công trình về của quận nó cộng về văn hóa. Thì để mà nhiều thành phố thì các bạn phải đi chiếm thành phố khác. Tại vì thành phố của bạn có thể mở rộng được 4 năm thành phố, nhưng mà đến một hồi thì các bạn thấy sao? Đất đai xung quanh là không còn chỗ để mà xây nữa. Và cái nền văn minh khác nó cũng đi chiếm đất giống như mình vậy đấy. Đấy, mình muốn được mở mang cái lãnh thổ của mình thì mình phải đánh chiếm nó. Đấy, cho nên là nhiều khi để giành chiến thắng về văn hóa với lại khoa học thì mình cũng phải song song với lại thực hiện các biện pháp quân sự. Tức là mình không đánh chiếm hết tất cả các nền văn minh khác mà mình đánh chiếm một vài nền văn minh gần gần mình. Hoặc là một vài cái thành phố tự trị mà nó ngon ngon á, ở chỗ những cái vị trí nào mà ngon á. Ngon có nghĩa là thành phố đấy ở gần gần cái khu mà có nhiều tài nguyên. Hoặc là nó ở gần một cái kỳ quan thế giới. Bây giờ mình không có phát hiện được cái kỳ quan thế giới nào. Rồi bây giờ mình sẽ đi thành phẩm của thành phố dưới này để xem là chắc là xây thánh địa đi xem thánh địa dưới này xây ở đây được cộng hai thánh địa cộng hai điểm đức tin này. Đây đây có hai đức tin nhưng mà để xem. À, cộng hai đức tin từ núi liền kề. Đây gần núi thì sẽ được cộng thêm. Rồi, đây đây vậy. Tiếp tục qua lượt.
tại thì Scotland nó đang nằm ở phía bên phải này của mình. Với lực lượng quân sự hiện tại của mình nghĩ là có thể gây chiến tranh với Scotland này để mình đánh chiếm thành phố của nó. Trên này đang có một cái biên giới, chắc là của Hàn Quốc quá. Đã phát triển ra, lại tìm được một thành phố mới, Katha, thành phố tự trị, cũng giao cho mình nhiệm vụ xây dựng khu giải trí. Rồi, được rồi, ok. Còn phu ở đây, lấy cái mỏ lên. Chỗ này có tài nguyên ngà voi này. Rồi, qua đây để xây cái ngà voi. Thành phố này đang mình có ba dân đều làm ở ba cái mỏ ngon, rất là ngon, chỗ nào cũng giàu hết. Chỗ này thì một sắt này, một khoa học này, ba sản phẩm này, một thực phẩm, chỗ nào cũng giàu. Để mình xem hiện tại là mình có dư nhiều để mình chay bớt đi. Mình đang dư sắt này. Dư sắt mình sẽ bán sắt cho Hàn Quốc. Và mỗi lượt 3 vàng mỗi lượt này. Này được có 3 vàng. Bán cho đứa khác thôi nào. Bán cho Mỹ xem. Wow, 3 vàng 46 tiền mà mình vẫn còn dư. Bán cho Nga thì xem ai nhiều tiền thì bán. Wow, Nga nhiều tiền quá. Nhưng mà để xem mình bán được bao nhiêu đã. Wow, Nga mua giá cao này. 6 vàng. Ngon 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 ngon. Tiền này kiếm tiền nhiều rồi. Rồi, 6 vàng cho 30 lượt. Cho 18 là 180. Với lại 30 nữa là 212 vàng. Ngon. Mình bán một sắt. Mình nghĩ thỏa thuận. Để mình xem là mình còn dư. Các bạn muốn biết là mình còn dư nhiều hay không thì các bạn có thể. Cái gì này? Đây, các bạn có thể nhấp vào đây. Nhấp vào cái bảng này. Chi tiết thành phố này để mà xem là thì thành phố Rome này của mình là đang đông dân nhất. Mình sẽ xem cái thành phố đông dân nhất để mình xem. Tại vì những cái thành phố này của mình á, thì dân nó còn ít. Mà dân ít á, thì cái đòi hỏi tiện nghi nó thấp. Thành phố nào đông dân á, thì cái đòi hỏi tiện nghi nó cao. Thì Rome đông dân nhất cho nên là mà đòi hỏi tiện nghi tận 3 lận. Mà mình đang có 7 tiện nghi. Có nghĩa là quá dư. Mình chỉ cần dư 1-2 tiện nghi là đủ rồi. Bây giờ mình có 7 thì mình dư quá. Mình phải bán bớt đi. Bán tiếp cho Nga đi. Bán bớt mấy cái tiện nghi cho Nga đi. Gia vị này. Không có bao nhiêu tiền. Còn 2 tiền. 2 tiền.
từ đó. À, 50 đi. 50 được luôn này. 60 xem. Được luôn. 70 vẫn được luôn này. 75 được luôn. Rồi 75 đi. 76 luôn, ngon. Giàu rồi, giàu rồi. Rồi bán tiếp cho Seoul thử xem. Seoul thì à mình vẫn còn dư một sắt đúng không? Để xem quay lại đây xem đó. Đâu rồi? Quay lại đó. À đâu là cái lính lê dương của mình đâu? Sắt, nếu mà mình chỉ có sắt thì mình mới tạo được lính lê dương La Mã, còn nếu mà mình không dư thì mình không có dư sắt thì mình không có tạo được. À thôi được rồi. Để mà mua được mấy cái này dân người sẵn thương gia cứ bằng đức tin thì mình phải cần nhiều, bây giờ mình mới có 71 thôi, chưa mua nổi. Mua bằng vàng xem, cũng chưa mua được. Rồi qua lượt đi. Muốn gửi phái đoàn tới à? Mang theo món quà trứng cá muối thượng hạng. Ok. Ngon. Thank you. Thank you Vinamil. All the world's a stage and all the men and women merely players. Cộng 2 điểm nhà văn mỗi lượt, thay đổi chính sách. Bây giờ mình cứ cần một cái địa, mình sẽ cần nghiên cứu một trong ba cái này. Một là nhà tiên tri này, hai là nhà khoa học, ba là nhà văn. À nhà đại tướng quân nữa. Mình chắc là mình sẽ thúc đẩy mình giành chiến thắng về khoa học. Xem thế nào thì mình sẽ chọn cái cộng 2 điểm nhà khoa học này đi. Để sau này mình chiêu mộ nhà khoa học. Còn nếu mà các bạn mà muốn giành chiến thắng về văn hóa thì các bạn sẽ chọn cái điểm nhà văn này với lại nhà nhạc sĩ ấy. Nhà văn này là nhạc sĩ đấy là cộng về văn hóa. Rồi còn mình thì chọn khoa học, xác nhận. Bây giờ mình để xem là cái này là Scotland này. Scotland để xem là có thể tuyên chiến bất ngờ. Tuyên chiến bất ngờ và hình phạt chiến tranh là vừa phải, ok. Mình không thể biện minh chiến tranh để mà giảm nhẹ cái hình phạt chiến tranh được. Kéo quân đội xuống đây để chuẩn bị đánh chiếm Scotland. Lê Dương La Mã đi xuống đây. Rồi tiếp tục qua lượt. Đây có con dân của mình mà sao đi chậm thế?
Con đi xuống đây. Under the white cliff's battlemented crown, pushed to a depth of more than Sabbath peace. Mike Dover. We are, by the grace of God, Victoria, Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and soon, dare I say, the Empire. Nữ vương Anh, Victoria. Đây, còn Anh ở dưới này đây. Còn đây là một cái vách. Vách này thì có cái ô được cộng 2 vàng, 3 văn minh. Cũng nói chung là ngon. Nếu mà để giành chiến thắng về văn hóa thì cái này rất là ngon, tại vì cộng văn minh. Còn nếu mình thì tập trung khoa học, cho nên là mình cũng không cần cái này lắm. Sản phẩm cho Rome này, xây cái thư viện lên, xây cái thư viện lên để anh chi? Để xây cái thư viện lên á thì các bạn sẽ cho một dân vào đây để được cộng 2 khoa học nữa thì phải. Rồi bây giờ vàng của mình là đủ để mua đồ rồi này, để xem mình mua cái gì đây. Không mua được cái ô ở đây. Các thành phố này đang mở rộng ở đâu? À đây, mình mua được đây này. 130 vàng. Vô luôn để chuẩn bị làm cái chạy voi ở đây. Làm cái chạy voi đây, xây lấy ngà voi. Được rồi, ở mấy cái rừng ven sông này nè, các bạn có thể nghiên cứu cái đây, nghiên cứu cái công nghệ máy móc này thì các bạn có thể xây được xưởng gỗ. Cộng một sản phẩm nữa thì ví dụ như là ở cái chỗ cái ô này đi, thì các bạn xây xưởng gỗ ở đây thì các bạn sẽ được cộng thêm một sản phẩm, là một thực với lại 4 sản phẩm, cũng khá là ngon đó. Nói chung là nhiều sản phẩm là ngon, nhiều sản phẩm thì mình xây dựng đó, mình tạo quân các thứ, tạo rồi dân các thứ rất là nhanh. One man's magic is another man's engineering. Nghiên cứu xong là cái kỹ thuật rồi. Bây giờ mình có cái công trình mới là nhà tắm La Mã. Rồi từ từ mình xây cái này xong rồi mình sẽ xây dựng cái đấy. Rồi nghiên cứu luôn cái máy móc này để mình có được cái công trình xưởng gỗ. Anh này không cho mình đi vào trong lãnh thổ và để mình ký. Ký
ký một cái thỏa thuận với nó thế nào. Mình sẽ mua cái quyền tự do đi lại của nó. Đổi lại là tự do đi lại của mình, nó không chịu. Rồi mình sẽ tạo thỏa thuận công bằng. Một vàng cho 30 luật à. Và mình tốn 30 vàng đấy. 30 vàng mới được tự do đi lại của nó. Nó cũng giàu gớm này, nó dư 2 sắt này. Nó dư 1 sắt chứ. 1 sắt thì nó đã xài, còn nó dư 1 sắt. Rồi nó có tài nguyên ngựa này. Và tài nguyên quý của nó cũng một đống luôn. 4 cái, trong khi mình chỉ có 3 cái. Tính ra bọn anh giàu cho nên là làm phách. Nên nó đâu cần mình đâu. Ví dụ mình ký với lại mấy cái nền văn minh trước ấy, mình ký là cái nền tự đổi cái tự do đi lại của mình với lại tự do đi lại của họ thì họ đồng ý luôn. Thậm chí họ còn cho mình tiền đó. Còn cái bọn anh này thì nó lại bắt mình phải trả thêm tiền. Cái con dân của mình đây à. Để xem bây giờ để đi xây cái gì đây. Con dân này. Dân này chắc mình cho ra đây. Đâu rồi? Cho ra đây để tí nó mở rộng ra xây cái xưởng cưa ở đây là ngon. Ваш народ достоин восхищения. Искусство, наука, чего еще желать? Xã hội của ngài một xã hội cạnh tranh, nghệ thuật, khoa học, có gì ngài có? Có gì ngài không có không? Cái gì ta cũng có hết. Rồi, bây giờ sau khi mình mua được cái quyền tự do đi lại thì mình đã đi được vào biên giới rồi này. Hồi nãy là cái vạch biên giới của anh này là quân Do Thám của mình không có đi vào được. Bây giờ mình đã đi vào được rồi. Bây giờ cho vào đây. Cho vào đây để đi xuyên qua bên này. Đi đây, nó vừa xây một cái thành phố mới ở đây nè. Scotland. Rồi, mình vừa mới tạo ra một con thương gia. Lúc đầu mình cũng có tạo một con thương gia, nhưng mà sau đấy là mình bị bọn Manji á, nó cướp mất rồi. Cướp mất con thương gia của mình. Bây giờ mình mới tạo lại. Thì ở đây có rất là nhiều cái tuyến đường này. Thì các bạn xem là cái tuyến đường nào vừa ngắn mà nó vừa cộng nhiều, cộng những cái mình cần thì các bạn sẽ chọn cái tuyến đường đấy. Với lại các bạn cũng để ý thêm là xem là có cái thành phố tự trị nào mà nó yêu cầu mình tạo cái tuyến đường thương mại đến cái thành phố đấy hay không. Thì nếu mà có cái thành phố nào mà nó yêu cầu mình làm cái nhiệm vụ đấy thì các bạn ưu tiên cho nó làm nhiệm vụ đấy trước. Còn ở đây không có thì mình sẽ hay là mình sẽ chọn một cái tuyến đường thương mại nào đây. Đây là có Ostia với lại là Puteoli là chưa có cái đường thông đến nhau này.
Bây giờ nếu mà đi qua Phu Tiêu Ly thì mất 8 lượt rồi, nhưng mà mất 8 lượt là gấp đôi lượt tới Rome, mà cái số lượng tài nguyên mình lấy được thì rất là ít, chỉ bằng chưa bằng một bằng một có một nửa tới Rome thôi. Nhưng mà cái lượt thì mất tới 8 lượt rồi. Nên là mình chắc chắn là mình không không chọn cái đấy rồi. Bên đây Washington thì 3 vàng, một khoa học với lại một cái đảo. Thành phố mình thì chắc mình cần phải cho nó truyền một cái đảo gì đấy. Bay 10 lượt thì được 2 khoa học luôn đó. Babylon này. Rồi cho đi qua Babylon đi cậu, 2 khoa học đi. 2 khoa học là khá ngon đó, mình cần đang cần khoa học. Thành phố này như chị mới có một cái khu khu này là khu gì đây? Cái này là công trình gì đây quên đấy nhỉ? À, mới có một cái trung tâm chính phủ. Mới có một cái trung tâm chính phủ. Vậy thì xây xem nhiệm vụ nào. Xây dựng khu giải trí này. Khu giải trí. Rồi về sắp xây khu giải trí đi. Khu giải trí để xem xây ở đâu. À, chắc xây ở đây đi. Rồi. Xây xong cái đấy thì mình làm nhiệm vụ luôn. Đâu con này không đây. Để xây cái nhà lên để làm lấy cái tài nguyên lúa mì. Mỹ muốn mua cái tự do đi lại vào cái lãnh thổ của mình. Đổi lại là 1 vàng cho 30 lượt. Rồi thêm tí tiền thêm. 7 vàng nữa thêm. Không chịu à? 5 vàng không chịu luôn. 3 vàng không chịu luôn. 1 vàng không chịu luôn. Rồi đúng. Đúng cái này thôi, thêm 1 vàng nữa cũng không được. 1 vàng cũng không chịu. Rồi được rồi, ok. Cũng không muốn chiến tranh với nó, cho nên là mình cứ có thêm thêm tiền là mình đồng ý thôi. Đây sẽ xây cái công trình nhà tắm La Mã. Có mấy cái kỳ quan này. Kỳ quan này thì được cộng 2 phái đoàn. Xây cái này thì được thưởng 2 sắt. Khoảng 4 đức tin cho tất cả thành phố của bạn trong phạm vi 6 ô. Ghê rồi. Để xây dựng cái đấu trường này thì phải yêu cầu kiến trúc đấu trường.
Để có cái đấu trường thì phải xây khu giải trí. Đây đang xây khu giải trí. Rồi nếu vậy thì nếu vậy thì để xem mình xây cái gì đây. Xe bắn đá, lính Lê Dương La Mã, nhà tắm La Mã đi. Nhà tắm La Mã thì lại nó lại bắt buộc mình phải xây ở gần sông đấy chứ. Gần sông mà lại phải sát vào cái thành Rome này mới được nữa này. Đây chỉ có hai slot này thôi. Vậy mới căng. Nếu mà hai cái chỗ này của mình đã xây công trình rồi, bây giờ mình xây thì nó bỏ phải bỏ, dễ bỏ, uổng. Cha 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 cha. Rồi, xây đây đi. Sẽ xây cái này lên. Tiếp tục dò đường lên trên này. Đánh với bọn này đây, bây giờ để xem chắc phải tạo thêm quân đội. Đây nó có hai con cung này, mình hiện tại mình đang có hai cung với một lính Lê Dương. Rồi ở đây xây trong cái xây xong cái gì nhỉ? Thánh địa. Đúng rồi, vừa xây xong cái thánh địa. Xây xong cái thánh địa rồi, bây giờ khu giải trí. Xây quân đội rồi đó, đánh nhau đó, cung thủ đi. Đi vào đây, mình móc lốp. Bên này không còn cái gì nữa à? Hàn Quốc nó không cho mình đi vào biên giới nữa. Tự do mua quyền tự do đi lại thế nào? Bây giờ, nó này đồng ý ngay này. Hỏi thêm tí tiền xem. 10 tiền được không? Được luôn đấy. Được chưa?
Rất là hào phóng vậy chứ. Wow. 50 tiền thì không được rồi. Đấy, mình với nó được trao đổi quyền tự do đi lại với nhau mà nó còn cho mình 43 tiền nữa. Không như là cái bọn anh chó chết kia. Anh kêu kịch buồn xín. Đây, Mỹ mà nó cười với mình rồi. Thế là tình hữu nghị thôi. Úi trời ơi, nhìn mặt ống vui kìa. Ok, vậy là hữu nghị với nó rồi. Qua lượt tiếp. Mình đã xây xong khu thủy lợi. Xong cái nhà tắm La Mã này nè. Bây giờ để xem xây cái gì đây. Nếu mà xây cái này thì được cộng một tuyến đường thương mại. Ok, như thế này. Đấy, bọn này nó có 4 thành phố rồi chứ, tham lam rồi chứ. Thành phố mà san sát nhau này. Đi qua đây. Carbon. Carbon, nếu mà mình để mình điều khiển quân của nó thì sẽ tốn 280 vàng. Thế thì điều khiển luôn. Điều khiển được 30 lượt. Ngon. Xem là quân của nó 1 chiến binh, 2 chiến binh, 1 cung thủ. 2 cung thủ. 1 con ngựa nữa. Wow. Là 2 chiến binh, 2 cung thủ, 1 con ngựa. Tức là 5 quân, 5 quân mà tốn có 280 vàng. Được lắm. Vậy thì chắc tuyển quân, chắc thuê quân của nó luôn để chuẩn bị đánh Scotland được rồi này. Đập chiếm luôn 4 thành phố này luôn, là ngon. Tiêu diệt luôn cái nền văn minh này luôn. Rồi, kế hoạch là như vậy. Carbon. Tuyển quân. Rồi. Ok. Xong rồi đấy, bây giờ quân của nó là mình điều khiển này. Rồi, giờ thám lên trên này cho nó hết biên giới thôi. I'd imagine the whole world is. Đây, bắt đầu điều khiển quân đội đây.
gần được quân đội của Kabul rồi. Nghiên cứu cái này là đã. Nghiên cứu toán học thì có cái quan này, có cái quan di tích Petra. Nghiên cứu cái này thì có khu công nghiệp. Đã có dư hai phái đoàn rồi. Để xem mình có nên gửi phái đoàn đi đâu không. Cứ để đi đi. Rồi, cho quân xuống đây. Để xuống đây, hết xuống đây. Bao vây xong bắt đầu mới đánh tấn công chớp nhoáng một lượt. À, cung thủ của mình bây giờ được nâng cấp lên nỏ được rồi này. Ôi giời ơi, nãy vừa tạo con cung thủ gần một lượt nữa ra thì nâng cấp nỏ lên bây giờ thành 8 lượt nữa. The rising world of waters dark and deep. One from the void and formless infinite. Ở trên này. Rồi. À, để xem chỗ này đã được ghi gì đây. À, cộng thêm hai đức tin thôi. Không có gì. Trời ơi. Trời ơi, nhìn cái thành phố của bọn anh này. 1, 2, 3, 4, 5. 5 thành phố. Mà trong khi đó cái thủ đô của nó 8 dân luôn rồi. Thủ đô gần biển. À, chắc là mình sẽ tạm dừng cái phần video này của mình ở đây. À, mình sẽ tiếp tục series này ở vào hôm sau. Cảm ơn anh em đã theo dõi.